Sau hơn 2 năm đàm phán, sáng nay Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Jun Sang-jik ký chính thức tại Hà Nội trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Đây là Hiệp định thế hệ mới, điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực thương mại giữa hai nước. Theo Hiệp định này, Hàn Quốc sẽ tự do hóa hơn 95% số dòng thuế nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Đặc biệt, trong đó có nhiều nhóm hàng nông, thủy sản xuất khẩu chủ lực như tôm, cua, cá, hoa quả nhiệt đới và hàng dệt may, đồ gỗ, sản phẩm cơ khí. Việt Nam là đối tác đầu tiên được Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với những sản phẩm đặc biệt nhạy cảm đối với nước này như tỏi, gừng, mật ong, khoai lang, hiện đang có thuế nhập khẩu từ 241 đến 420%. Riêng mặt hàng tôm, Hàn Quốc miễn thuế cho Việt Nam với hạn ngạch 10.000 tấn mỗi năm và tăng dần trong 5 năm đến 15.000 tấn một năm. Trong khi hiện nay, Việt Nam chỉ được miễn thuế 2.500 tấn một năm trong tổng số 5.000 tấn một năm dành cho 10 nước ASEAN. Với việc ký kết hiệp định này, khả năng xuất khẩu các cái mặt hàng của Việt Nam mà có thế mạnh sang Hàn Quốc, đặc biệt là hàng thủy sản, nông sản, rồi hàng công nghiệp chế biến sẽ có cái mức độ tăng trưởng rất là nhanh trong thời gian tới. Và ngược lại thì những cái hàng hóa mà Việt Nam hiện nay đang có nhu cầu nhập khẩu, nhất là phục vụ cho ngành công nghiệp điện tử, rồi công nghiệp chế tạo và cung cấp nguyên vật liệu cho lĩnh vực dệt may, da giày, những cái hàng hóa mà Hàn Quốc có thế mạnh cũng sẽ gia tăng được cái khối lượng xuất khẩu vào Việt Nam. Theo cam kết, Việt Nam sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu với hơn 89% số dòng thuế, chủ yếu với các nhóm hàng công nghiệp nhập khẩu từ Hàn Quốc như nguyên phụ liệu dệt may, nguyên liệu nhựa, linh kiện điện tử, xe tải và xe con từ 3.000 phân khối trở lên, phụ tùng ô tô, điện gia dụng, một số sản phẩm sắt thép và dây cáp điện. Theo Bộ Công Thương, việc cắt giảm thuế nhập khẩu sẽ tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, lợi ích thu được từ hiệu quả nhập khẩu và xuất khẩu sẽ là động lực thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam vươn lên ứng phó với thách thức, cũng như giúp cho sản xuất trong nước phát triển. Tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng trong thời gian tới, thông qua việc ký hiệp định thương mại tự do ngày hôm nay, thì mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ ngày càng được thúc đẩy mạnh hơn nữa. Tôi cũng tin tưởng một cách chắc chắn rằng thông qua việc ký hiệp định thương mại tự do ngày hôm nay, thì hai nước hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 70 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Ở Hàn Quốc có câu vượt núi Thái Sơn thấy đồng bằng, giống câu khổ tận cam lai của Việt Nam. Tôi nghĩ bằng những nỗ lực của hai nước trong thời gian qua, thì hai nước đã vượt qua việc đàm phán hiệp định thương mại tự do và trước mắt sẽ là sự đổi mới kinh tế và bước nhảy vọt mới trong lĩnh vực hợp tác kinh tế. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc sẽ chưa có hiệu lực ngay vì sau khi ký kết, hai nước sẽ tiến hành thủ tục phê chuẩn theo quy định của từng nước. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc là hiệp định thương mại tự do đầu tiên giữa Việt Nam với các đối tác kinh tế đã cơ bản hoàn tất đàm phán trong năm ngoái và được chính thức ký trong năm nay. Cuối năm ngoái, trong thời gian tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Park Geun-hye đã chứng kiến lễ ký kết thúc đẩy cơ bản đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí giao hai đoàn đàm phán hoàn thành đàm phán các vấn đề kỹ thuật còn lại và hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết để sớm ký kết hiệp định trong khoảng đầu năm nay. Vâng, và để làm rõ hơn về những tác động cũng như là thách thức của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc đến nền kinh tế và các doanh nghiệp, ngày hôm nay chúng tôi có mời đến trường quay ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương. Và ông Sơn cũng là trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc. Rất cảm ơn ông ngày hôm nay đã đến chưa với chương trình. Thưa ông, theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc thì vừa được ký kết thì nông, thủy sản cũng như là dệt may đồ gỗ của Việt Nam được xem là các lĩnh vực hưởng nhiều cơ hội nhất nhờ những cam kết mở cửa từ phía Hàn Quốc. Như vậy thì xin được hỏi ông là các doanh nghiệp trong nước thì cần phải làm những gì để mà tận dụng tốt cái cơ hội này? Vâng, đúng là theo kết quả đàm phán hiệp định vừa ký kết ngày hôm nay thì lĩnh vực nông, thủy sản, đồ gỗ và một số lĩnh vực công nghiệp khác của chúng ta được hưởng lợi lớn nhất từ hiệp định này. Trước hết là chỗ cái cam kết về mở cửa thị trường cho hàng xuất khẩu của chúng ta vào thị trường Hàn Quốc với mức thuế giảm rất là mạnh mẽ. Trong đó có những nhóm sản phẩm chúng ta có thế mạnh như là tôm, cá, hoa quả, nông sản. Thì phía Hàn Quốc nhiều năm nay bảo hộ rất là
cao nhưng mà họ đã giảm thuế rất là mạnh mẽ. Có những dòng thuế đến 200% thì phía Hàn Quốc cũng đã giảm thuế và xóa bỏ thuế quan cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Và bên cạnh đó, các quy định về kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là các cái cơ chế về thủ tục thông quan, thuận lợi hóa thương mại và các cái quy định khác về môi trường chính sách cũng thông thoáng và minh bạch hơn, có cơ sở để tạo thuận lợi cho hàng xuất khẩu, đặc biệt là nhóm hàng nông thủy sản của Việt Nam. Để tận dụng được cơ hội này thì chúng tôi nghĩ rằng trước hết là các doanh nghiệp phải tìm hiểu và kịp thời nắm bắt các cái cam kết cụ thể của hiệp định. Và đây cũng là cái phần việc mà Bộ Công Thương cũng đã có chỉ đạo chuẩn bị một cách chu đáo để có thể phổ biến kịp thời tới các doanh nghiệp và kể cả cộng đồng người dân để nắm và có thể tiếp cận được các cái cơ hội. Thứ hai là chúng ta, các doanh nghiệp là phải tìm hiểu và nâng cao được cái năng lực đáp ứng được cái yêu cầu về thị trường, thị hiếu và đặc biệt là tiêu chuẩn kỹ thuật để có thể tiếp cận được thị trường. Vâng ạ. Vâng thưa ông, và hiệp định thì cũng được đánh giá là sẽ mở ra cái cơ hội thu hút đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam, và đặc biệt đó là về lĩnh vực công nghiệp phụ trợ. Như vậy thì ông đánh giá như thế nào về những cái cơ hội này? Một trong những cái lợi ích cơ bản khi chúng ta tiến hành nghiên cứu về cái tác động của việc ký kết hiệp định để làm cơ sở cho chính phủ quyết định việc ký kết hiệp định, đó là cái lợi ích thu được từ thu hút đầu tư. Thời gian vừa qua thì Hàn Quốc đã vươn lên trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Hiện nay theo chúng tôi được biết, thống kê đến tháng 3 năm 2015 là đã có tới 38,1 tỷ đô la Mỹ đầu tư của Hàn Quốc ở Việt Nam với hơn 4.200 dự án. Hàn Quốc là một nước không chỉ mạnh về công nghệ, có nguồn vốn mà còn đang có định hướng chuyển hướng đầu tư sang khu vực Đông Nam Á, cạnh tranh với các đối tác khác như là Nhật Bản và một số nước châu Âu. Và trong cái quá trình đó thì Việt Nam được coi là một cái điểm đến mà Hàn Quốc hết sức quan tâm, cùng với thành công của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam thời gian qua. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng với cái quy định về đầu tư thông thoáng hơn, minh bạch hơn, đặc biệt là các cam kết liên quan đến bảo hộ và phát xúc tiến phát triển đầu tư, thì cái cơ hội để chúng ta thu hút đầu tư sẽ rất là lớn. Vâng ạ. Vâng, và bên cạnh những cái lợi thế mà chúng ta thấy được thì Việt Nam cũng sẽ phải cắt giảm mạnh các dòng thuế cho nhiều nhóm mặt hàng vốn là thế mạnh của Hàn Quốc. Vậy thì theo ông, những cái ngành sản xuất nào của Việt Nam sẽ phải chịu cái sức ép lớn từ cái việc cắt giảm này? Đương nhiên trong tất cả các cuộc đàm phán thì để đảm bảo được cân bằng lợi ích giữa hai bên, chúng ta thu được rất nhiều lợi ích cho hàng xuất khẩu của Việt Nam, thu hút đầu tư cho Việt Nam, phát triển lĩnh vực xuất khẩu nông thủy sản, phát triển tạo công ăn việc làm, thì chúng ta cũng phải dành cho họ những cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam. Và trong quá trình đó thì chúng tôi cũng đã thường xuyên phân tích rất là kỹ và tham vấn rất chặt chẽ với các hiệp hội doanh nghiệp, thì chúng tôi cũng có thấy là một số nhóm hàng mà chúng ta cũng mở cửa và có thể tạo thêm một số cái sức ép mới trong thời gian tới tại thị trường. Trước hết là nhóm các sản phẩm sắt thép. Cái thứ hai đó là nhóm các sản phẩm đồ gia dụng cao cấp, đồ gia dụng điện tử. Và thứ ba là nhóm phương tiện vận tải, ô tô đó. Thế nhưng mà đây chủ yếu là nhóm có dung tích máy trên 3.000cc, cho nên là cái sức ép nó cũng ở mức độ vừa phải thôi. Vâng ạ. Rất cảm ơn ông Bùi Huy Sơn ngày hôm nay đã dành thời gian đến với trường quay và trả lời những thông tin cho các doanh nghiệp của chúng ta. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi xin được